chào quý vị và các bạn đến với kênh Lập Thông Miền Tây. Mình đang vào lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ nha. Diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Đây mình đang tiến vào lễ hội. Đây mình có phát hiện Tề Thiên Tôn Ngộ Không nè. Tề Thiên Tôn Ngộ Không đang phát quà cho các em nè. Bây giờ không có tiền không trong hứa ông chào mua số quà đó rồi đúng không? Mấy số gì vậy? Ăn ốc bụng ăn hết mẹ. Rồi bây giờ mình vào nha. Ở trong đây hơi ồn nên mong quý vị các bạn thông cảm nha. Quá đông quý vị ơi. Đề nghị quý bà con cẩn trọng, nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác, hành động và giữ gìn tiền gia, bảo quản tài sản cá nhân để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo, hội thi bánh dân gian năm 2023 với chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 đến ngày 25 năm 2023 tại khu vực hội thi và biểu diễn trong công viên quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động điển hình nằm trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 2023, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được tham gia các hoạt động đa hệ các kiểu, có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nam Bộ và các tỉnh thành trong cả nước. Gian hàng bún cá Châu Đốc nha. Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cách chế biến các loại bánh, nâng cao kỹ năng tay nghề, đảm bảo đây là đổi thái rồi. Đổi thái giống như chị Ti Thi ở thành phố rồi, Sài Gòn. Ở đây cũng gian hàng của đổi thái. Với 121 nghệ nhân và 73 món bánh đến từ các tỉnh thành trong gia, mang tên là lễ hội bánh dân gian chứ rất là phong phú. Các món mặn cũng xuất hiện ở đây khá nhiều. Đông quá quý vị ơi, đông quá quý vị ơi. Ông tổ chức chương trình thông báo yêu cầu các đơn vị tham gia lễ hội thực hiện nghiêm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, được đi theo mình ngồi giữa đường an toàn thực phẩm có nguồn gốc, thức ăn ngoài giữa đường, hai thức ăn bày bán trên bàn giá với các mục đích bảo vệ sức khỏe, không được bảo đảm nguồn an toàn thực phẩm, ba đông quá đông quá. Bún nước lèo, bún chả cá. Này quá đông nên mình xin phép được chi tiêu nhanh thôi nha, không có chi tiết được. Đông quá. Kem phụ Thái Lan. Bánh cá chua kem,
chín gà non Hồng Kông. Cả siêu thị bánh luôn. Tạo hình giống như bên Trung Hoa. Chẳng những có ăn mà còn có đồ uống luôn. Khu vực chè nha quý vị. Xin nhấn mạnh lên anh quý vị vào đây là không có gì gọi là miễn phí đâu nha. Cái gì cũng được mua bằng tiền hết. Công người ta làm ra cũng rất là cực khổ. Rất đông quý vị ơi, quá trời đông luôn. Gần ra hết rồi. Có 27 ban tổ chức mời quý đơn vị và du khách đến tham quan cùng trải nghiệm và thưởng thức các loại bánh dân gian. Ban tổ chức bảo đảm an toàn vệ sinh, năm có sự vụ sương nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. 6. Đảm bảo đủ nước sạch phục vụ cho người dân. 7. Ban gái và các vật dụng thiết thực phục vụ thực phẩm trước ít nhất 100g đối với thức ăn sơ đạt khoảng 150ml một ngày tại tổ y tế của ban tổ chức lễ hội. Ban tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2022. Quá rộng quý vị ơi. Còn khu vực bên kia nữa kìa. Đặc sản các vùng miền luôn. Đi ngắm nữa hả? Đây là gian hàng của bột hương xưa. Bột bánh xèo nổi tiếng. Mít tô. Là mấy đời bánh đúc có xương à. Chị có. Trong đây cũng có một cái tiểu cảnh để chụp ảnh check in. Những chiếc xuồng bé bỏng rất là dễ thương. Dễ bảo quản chị nghe xin mời. Đây, có một ghe trái cây luôn. Dạ đúng rồi chị. Ba cây mua về cho bánh mì hết sảy là chúng ta làm những đồ ngủ. Trái cây luôn sao. Được rồi, không được lấy rồi. Là màu xanh nhỏ, đúng rồi. Để nó chưa mua mười quả cái gì nó giảm mười trái tính 50. Giảm dữ chưa? Giảm dữ chưa? Giảm như hết rồi chưa? Cho đêm chăng. Đường xa nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn chưa từng thấy các loại bánh đến từ các địa phương vùng miền trong cả nước. Ban tổ chức kính mời quý đơn vị và du khách đến tham quan cùng trải nghiệm và thưởng thức các loại bánh dân gian. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo. Yêu cầu các đơn vị tham gia lễ hội thực hiện nghiêm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 1. Nguyên liệu một số hướng phải bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 2. Thức ăn bày bán trên bàn giá không phải là tất cả các đơn vị nhất không phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 3. Người kinh doanh thường đến thức ăn phải sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp. Đây là đặc sản các vùng miền. Nguồn của ban tổ chức lễ hội Bắc Trung Nam ba miền của cả nước rất nhiều đặc sản luôn. Mình xin phép được sơ lược qua thôi rồi mình xin kết thúc video quý vị ơi, video đã dài rồi. Alo.
nãy giờ mình đi trải nghiệm cũng lâu rồi, đã mỏi chân rồi. Rồi mình chúc kết thúc video, mình chúc quý vị và các bạn hưởng một lễ vui tươi và hạnh phúc nha. Sau khi nghỉ lễ mình đi làm được gặt hái rất nhiều thành công cho công việc. Rồi quý vị nào thấy video mình hay và bổ ích nhớ cho mình một like và một lượt subscribe kênh nha. Rồi xin cuối lời mình xin gửi lời chào và tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại quý khách vào một video tiếp theo. Bye bye quý vị ơi.